Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Ngày hôm nay thì cuối tuần, bây giờ em cũng lên cho mọi người là hai cái chương trình khuyến mãi trong video này nha. Đầu tiên thì em xin phép nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage, cho là Di động ở lại Thành Phú luôn. Facebook bên em thì đang có 18.000 người theo dõi. Mọi người cũng có thể là theo dõi trên nền tảng Facebook này giúp em. Đây, mọi người vào Facebook gõ chữ Di động Thành Phú thì sẽ ra một trang fanpage như thế này nha. Đây, mọi người có thể theo dõi những video trên này, hoặc ví dụ như video trên Facebook mà nó bị mờ ấy thì mọi người cũng có thể là gõ vào ứng dụng YouTube, gõ Di động Thành Phú để xem được những cái video nó full HD hơn ha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi thì nhà sản xuất. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy, và bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha mọi người nha. Và ở đây thì tất cả các khách hàng mua hàng bên em lần đầu thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, thì để tránh những cái trường hợp như là bom hàng hay một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh cho những địa chỉ ảo không cụ thể thôi mọi người. Còn những khách hàng mà đã mua hàng nhiều lần thì không cần cọc nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào luôn những cái mặt hàng của ngày hôm nay nha mọi người nha. Đầu tiên thì mình đến với cái chương trình khuyến mãi trước nha. Một cái chương trình đầu tiên thì ngày hôm nay em sẽ khuyến mãi cho mọi người sạc 18W của iPhone nha. Đây là sạc của Việt Nam nha mọi người nha. Đây, sạc của Việt Nam. Dòng này thì bên em cũng được thanh lý ra chính hãng luôn nha mọi người nha. Dòng này là của Việt Nam. Sạc 18W. Sạc này là sạc full dòng. Nói chung là cái dòng này thì chuyên cho iPhone hơn, nhưng mà khi mình cắm sạc cho Samsung, Oppo này kia nọ nó vẫn hiện lên là sạc 18W nha. Giống như là mình sạc cho những con Samsung mà nó có báo sạc nhanh thì nó vẫn báo sạc nhanh bình thường. Mình chỉ cần đổi cái cọng cáp sạc thôi. Chứ tại vì mặc định của cái bộ Anomax này thì nó sẽ đi theo là cái cọng cáp của iPhone nha. Bên trong này sẽ là cọng cáp của iPhone nè. Đấy. Aromax. Đây là của hàng của Việt Nam nha mọi người nha. Mình cảm giác mình cầm thì mình thấy cái cốc nó khá là nhẹ, nhưng mà thực chất là nó vẫn có cái chế độ sạc nhanh QC 3.0 nha mọi người nha. Mình cầm cái cốc thì mình cảm thấy khá là nhẹ. So với một số cái cốc của hàng nội địa Trung Quốc á thì cốc này nó nhẹ hơn một tí, nhưng mà chất lượng thì ở đây thì mình sẽ được đảm bảo tại vì đây là hàng của Việt Nam nha mọi người nha. Hiện tại bây giờ Aromax thì hiện tại tất cả những cái dòng phụ kiện như là từ sạc dự phòng rồi sạc điện thoại hay là những cái món linh kiện khác thì bên Việt Nam người ta đang tự sản xuất rồi nha mọi người nha. Đây, sạc này thì bên em hiện tại đang khuyến mãi cho mọi người với mức giá sẽ là 120.000, nó bằng với bộ 12W luôn, tính ra là nó bằng bộ 12W luôn, 120.000, và đang được khuyến mãi miễn phí vận chuyển toàn quốc nha mọi người nha. Đây, bộ sạc iPhone nha. Sạc này mình có thể về mình đổi cọng cáp iPhone này ra để mình lấy cọng cáp khác vào mình sạc được. Ví dụ như mình xài Android thì mình đổi cọng cáp Android vào. Mình xài Samsung mình đổi cọng cáp Samsung, mình xài Oppo mình đổi cọng cáp Oppo, cọng cáp Oppo nha. Đấy. Dòng này thì nó sẽ có LED thông minh nè, hiệu suất cao, bảo vệ sạc và sạc nhanh. Đấy. Đây. Chính hãng sạc QC nha mọi người nha, tương thích hoàn hảo với tất cả các dòng máy luôn. Đấy, 100% chính hãng. Đây là hàng của Việt Nam nha, với 120.000. Thì đây là áp dụng cho chương trình của 2 ngày, tức là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, tức là ngày nay và ngày mai thôi nha mọi người nha. Những cái đơn của ngày thứ bảy, ví dụ như những cái đơn ngày hôm nay mà mọi người đặt ngày trước 3 giờ chiều thì bên em sẽ gửi đi trong ngày luôn. Còn nếu như sau 3 giờ chiều thì phải chiều ngày mai thì bưu điện người ta mới lấy hàng, tức là bưu điện hoặc là Viettel thì người ta mới lấy hàng, và thứ hai nó mới được di chuyển nha mọi người nha. Tại vì ngày mai là chủ nhật thì tất cả các đơn hàng chủ nhật á, bưu cục người ta vẫn nhận hàng nhưng mà hàng nó sẽ không đi. Đấy. Thì bởi vậy em phải nói trước luôn chứ, tại vì có nhiều khách hàng đặt ở những địa chỉ ở gần gần bên khu vực em á mà lại tới 1-2 ngày mới nhận hàng, là tại vì ngày mai là chủ nhật người ta chỉ nhận hàng thôi chứ xe hàng không đi nha. Còn ngày hôm nay thì xe hàng sẽ đi lúc trước 4 giờ chiều, cho nên là em sẽ nhận đơn đến 3 giờ chiều thôi. Còn những cái đơn sau 3 giờ chiều thì em sẽ cho đi vào ngày mai, em sẽ đưa ra bưu cục để cho sáng thứ hai nó sẽ được đi sớm nha. Nói chung là nó cũng chậm hơn bình thường một ngày cho vào cái đợt cuối tuần thôi. Tại vì bên vận chuyển nào cũng vậy, mọi người mua bên em cũng vậy, mà mua bên cửa hàng nào cũng vậy thôi. Cuối tuần là nó sẽ chậm hơn một ngày, tại vì ngày chủ nhật thì bên vận chuyển người ta sẽ nghỉ. Có một vài bưu tá đi giao hàng thôi, nhưng mà xe hàng chắc chắn 100% mà tất cả các đơn vị nó sẽ nghỉ nha. Đó là chương trình khuyến mãi đầu tiên của cái dòng sạc Aromax nha. Tiếp đến nữa thì cũng là một cái dòng dành riêng cho Apple. Ở đây thì tai nghe AirPods, tai nghe hổ nha mọi người nha. Tai này thì bên em đang bán là 470.000. Như đợt trước thì em có khuyến mãi cho mọi người mức giá là giảm 170 đấy. Đợt này thì bên em chỉ còn có đúng 3 cái thôi. Chỉ còn có đúng 3 cái thôi. Em cũng giảm cho mọi người 170 một tai, thì chỉ còn có mức giá là 300.000 một tai thôi nha mọi người nha. Tai này thì bên em vẫn sẽ là một đổi một nha mọi người nha. Đấy. Bên em sẽ bảo hành bằng một đổi một cho mọi người là trong vòng 1 tháng, và kèm theo đó nữa là chế độ bảo hành sẽ bảo hành 3 tháng giống như điện thoại nha mọi người nha. Đấy. Ở đây em chỉ còn có đúng 3 cái thôi nha mọi người nha. Hàng nguyên siêu. Tai nghe hổ, tai nghe này thì
mình đã trải nghiệm rồi thì thời gian nghe của nó là lên đến là 4 đến 6 tiếng nha mọi người nha, nó vẫn sẽ có đa điểm luôn nha. Đấy, tai nghe hổ, tai nghe này là tai nghe loại chất lượng đó nha mọi người nha, chứ không phải là những cái dòng mà tai nghe linh kiện đâu ha, dòng này cũng gọi là chất lượng. Bên em bán ra bình thường là 470 và chương trình khuyến mãi ngày hôm nay thì chỉ còn giảm còn đúng 300 ngàn, và ở đây em chỉ còn có đúng 3 cái thôi nha mọi người nha, đúng 3 cái duy nhất thôi. Tiếp đến nữa thì mình sẽ đến một cái dòng loa, thì dòng loa mà như mọi người được vừa rồi yêu cầu bên em khá là nhiều, đây là một cái dòng loa Bluetooth nha mọi người nha, dòng loa Bluetooth kim sạc không dây. Dòng này thì nó khá là chất lượng luôn, dòng này thì hiện tại nó là những dòng đời mới bây giờ, nó kim sạc không dây điện thoại cho mình luôn nha mọi người nha, nó có sạc không dây. Dòng này thì hiện tại bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 360 ngàn nha mọi người nha. Bên trong sẽ gồm có một chiếc loa, kiểu nó là một dây cáp sạc Type-C. Đấy. Nói chung là loa Bluetooth thì cái nào nó cũng như cái nào thôi, nó chỉ kèm dây cáp sạc Type-C thôi. Đấy. Đây là nút nguồn. Nút nguồn nè, chế độ tinh chỉnh mode nè và nhiều cái chế độ khác như là tăng giảm âm lượng, ví dụ là như vậy ha. Nút nguồn thì mình sẽ đè vào. Cái bảng này nó sẽ hiện pin và hiện giờ luôn nha mọi người nha. Hiện pin và hiện giờ đấy, thông số pin và giờ. Phía sau này nó sẽ cho mình cắm là jack tai nghe nè, hoặc là mình cắm USB mình nghe nhạc nè, cắm thẻ nhớ nè, và đây là jack sạc nha mọi người nha. Đấy. Dòng này á, thì khi mà mình kết nối với dây sạc á, thì nó sẽ cái bảng chỗ này thì nó sẽ là sạc không dây luôn, mình kê điện thoại của mình lên thì sẽ sạc không dây nha. Nhưng cái sạc không dây này nó chỉ bật khi mình kết nối sạc thôi, tức là mình cắm điện vào cho cái cục này thì cái sạc không dây này nó mới hoạt động nha, chứ còn mình không cắm điện thì cái sạc không dây này nó sẽ không hoạt động nha. Đấy, tức là mình đang cắm điện mình sạc cho cái loa này nè thì cái sạc không dây này nó sẽ hoạt động luôn, mình cần để điện thoại lên để mình sạc không dây luôn nha. Những cái dòng máy mà có tích hợp sạc không dây thì mình sẽ sạc được luôn nha. Và sạc không dây này nó sẽ là sạc 18W nha mọi người nha, sạc không dây mà là sạc nhanh chứ không phải là sạc sạc thường nha, sạc không dây này là sạc nhanh 18W nha. Đấy. Nhiều chế độ này đó, mình có thể tắt đèn, mình có thể cài đèn lên tùy đủ màu, tùy ý của mình thôi. Nói chung dòng loa này thì theo em nhận xét thì nó khá là tiện, khi mình có thể là vừa cắm sạc cho nó, mình có thể vừa sạc điện thoại ở đây, kết nối Bluetooth nghe loa cũng khá là to. Đấy. Đèn thì mình có thể tinh chỉnh nhiều chế độ nha. Nó có nhiều chế độ, nó có một cái nút reset, nút mode này này. Mình có thể là reset nó quay trực ngược trở lại để mình có thể là kết nối với những cái dòng máy khác nha. Đấy, nút nguồn. Power off. Mức giá là 360 ngàn nha mọi người nha, 360 ngàn. Nói chung là cái này vừa để trang trí được luôn mọi người, nó rất là đẹp ha, rất là đẹp, loa thì khá là to, kim luôn, sạc giờ không dây luôn nha mọi người nha. Với mức giá chỉ có 360 ngàn thôi nha. Tất cả các đơn hàng dưới 500 ngàn thì bên em đồng giá là 30 ngàn tiền phí vận chuyển, trừ những chương trình khuyến mãi giống như là những bộ sạc này này bên em đang khuyến mãi là free ship thì mình không tính rồi ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào những dòng điện thoại của ngày hôm nay nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đến với những cây máy giá rẻ trước đi ha. Ở đây thì em có được một cây iPhone 7 nè mọi người. Đây là một cây iPhone 7 hàng em thu được của khách nha. Một cây iPhone 7 màu vàng. Cây này thì tình trạng là cái vỏ nó có hơi nhâm nhâm một tí nha mọi người nha. Đây, vỏ nó có hơi nhâm nhâm một tí thôi. Đây, nhưng mà tình trạng là máy vỏ zin nha. Con này là máy zin nha mọi người nha. Đây, bản Nhật, bản Sia, bản 32GB. Con này thì bên em đang thanh lý ra chỉ mức giá là 1 triệu 9 thôi nha mọi người nha. Và đặc biệt mức giá này bên em đã tặng kèm cường lực và ốp lưng rồi nha. Quý khách hàng nếu như lấy bộ thêm bộ sạc cáp và khi mua kèm máy, tức là mình mua máy này thì bên em chỉ tặng kèm ốp lưng và một cái cường lực thôi. Đấy. Tại vì mức giá này là mức giá 1 triệu 9 nhưng mức giá thanh lý rồi nha. Tại vì em thu được giá rẻ, em bán là giá rẻ thôi. Mọi người muốn lấy thêm sạc cáp thì hỗ trợ giúp em là chỉ có 50 ngàn thôi nha. Con này thì vân tay vân đồ là đầy đủ nè. Đây, vân tay vân đồ là đầy đủ nha mọi người nha. Đặc biệt pin theo máy, pin con này là pin theo máy nó được là 82%. Bình thường thì bên em sẽ thay pin, nhưng mà vì con này pin này em đã trải nghiệm rồi và em thấy pin này nó khá là cầm, tại vì cái cục pin theo máy nó vẫn lúc nào nó vẫn sẽ cái độ cầm pin của nó sẽ cao hơn. Đấy. Khá là tốt nha mọi người nha. Độ cầm pin nó khá là tốt. Với mức giá sẽ là 1 triệu 9, pin của nó sẽ là 82%, máy thì em bao cho mọi người là full chức năng nha. Còn về chức năng con này thì em sẽ bao cho mọi người là full chức năng nha, từ camera này kia nọ là đẹp hết nha mọi người nha. Đây, cam trước cam sau hoạt động là đẹp hết. Nói chung là máy em sẽ bao cho mọi người là men zin màng zin luôn, cho nên mình cứ yên tâm nha mọi người nha, cứ yên tâm ha. iPhone 7 nha, tặng kèm ốp lưng cường lực với mức giá chỉ 1 triệu 9 thôi. Ví dụ như mọi người lấy thêm một bộ sạc cáp thì hỗ trợ chỉ có 50 ngàn hay là 1 triệu 950 ngàn thôi nha mọi người nha, cho iPhone 7 bản 32GB, mức giá cực kỳ rẻ luôn nha mọi người nha. Cũng là hàng giá rẻ, tiếp thì trong video thì em sẽ giới thiệu từ những cái hàng giá rẻ đến những cái hàng giá cao nha mọi người nha. Đây, tiếp đến thì sẽ có một cây LG VVS.
Cây này thì em bán ra chỉ mức giá là 2 triệu 8 thôi. Cây này đầu tiên thì khung xương nó đẹp nè, chỉ ngay chỗ cái chân sạc này nó hơi xước xước một tí nha mọi người nha. Còn lại khung xương vỏ đẹp nè. Đấy. Không có bị cứng góc hay là chảy xước gì hết nha. Đấy, màn hình cũng đẹp luôn. Và tại sao con này nó mức giá chỉ có 2 triệu 8, nó rẻ hơn lên đến là khoảng tầm 300 ngàn cho so với một con máy đẹp 99. Là tại vì con này màn hình nó có ám nhẹ nha mọi người nha. Màn hình của nó có ám nhẹ ở đây. Tức là nó lưu lại mấy cái dòng chữ tiếng Hàn, những cái icon ấy. Mọi người thấy ở đây thì nó rất là nhỏ nha. Những cái icon này nó rất là nhỏ, nó lưu lại. Khi quay lên video nó cũng khá là khó thấy luôn mọi người. Tại vì nó rất là nhỏ. Cái này nó rất là nhỏ, thành ra là khi mình quay lên video mình sẽ không thấy được. Nói chung là cái này thì em vẫn sẽ báo ám, tức là màn ám nha. Đấy. Màn ám lưu ảnh ấy, nó nhỏ, nó nhẹ lắm mọi người. Ở đây nè. Cái dòng này thì do tại vì tụi em đã làm thường xuyên về những cái dòng màn hình này rồi, tụi em nhìn vào tụi em sẽ phát hiện được ngay. Còn nếu như quý khách hàng mà kiểu như là mình không có chuyên quá thì mình nhìn vào thì nhiều lúc mình sẽ không phát hiện được đâu, tại vì cái này nó rất là nhỏ và nhẹ. Hoặc là mình có thể cài cái màn hình tối thì nó sẽ mất hoàn toàn luôn, mình cài màn hình tối là mất hoàn toàn luôn nha. Đây, chế độ ban đêm lên, mình bật màn hình tối lên là nó sẽ mất hoàn toàn cái độ ám đó luôn nha. LG VVS thì con này nó sở hữu màn hình sẽ là 6.8 inch, màn hình OLED nha. Độ phân giải của nó sẽ lên đó là Full HD cộng, chip Snapdragon 765 nha, cấu hình 5G, RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Pin của nó sẽ được là 4.300 nha mọi người nha. Đấy. Tất cả những chức năng đầy đủ hết, cảm biến vân tay trong màn hình này kia nọ là thoải mái luôn nha mọi người nha. Đấy. Nhiều cái chế độ tinh chỉnh của nó đây, khóa vân tay này kia nọ, nói chung là đầy đủ hết. Nói chung là máy em sẽ bao cho mọi người là full chức năng, và điểm trừ duy nhất là nó sẽ bị ám ảnh nhẹ một tí ở đây thôi. Lưu ảnh kiểu như lưu ảnh nhẹ một tí thôi, cái này là không ảnh hưởng gì đến cảm ứng cho mọi người nha, đặc biệt là không ảnh hưởng gì hết. Em vẫn sẽ bao cảm ứng cho mọi người luôn, máy em vẫn sẽ bao full chức năng và máy đẹp nha. Những con này về quay phim chụp ảnh thì khá là đẹp luôn ấy, tại vì camera của nó lên đó là 48 megapixel lận mọi người. Đây là cam trước nè, đây là cam sau nè. Đấy, cam sau của nó sẽ gồm có 3 camera 48 megapixel và 2 camera hỗ trợ và một đèn flash cho mọi người tha hồ mà quay phim chụp ảnh luôn nha. Màn hình thì 6.8 inch, tính ra màn hình của nó gần bằng một con Note 10 LED luôn. Con này em bán ra em vẫn tặng một bộ sạc nhanh và kèm theo đó một ốp lưng nha mọi người nha. Với mức giá chỉ có 2 triệu 8 thôi. Tiếp đến mình sẽ đến với dòng S20 Plus. Ở đây em vẫn sẽ có hai máy S20 Plus giá rẻ nha, chỉ mức giá là 4 triệu 7 thôi. Nó rẻ hơn hàng đẹp lên đến là khoảng là 1 triệu đồng nha mọi người nha. S20 Plus, đây là bản Mỹ và là máy màu đen nha mọi người nha. Với mức giá sẽ là 4 triệu 7. Tại sao hai con này nó có mức giá rẻ vậy, thì tại vì đây là những cái hàng mà có trầy xước nha. Tình trạng máy thì em đánh đồng cho mọi người là khoảng tầm 97% thôi, tại vì nó có trầy xước cái khung xương nè. Thường những cái dòng này là cái khung sườn của máy nó đều trầy xước hết, những cái dòng đã qua sử dụng á. Kể cả như em sử dụng thì thực chất là em vẫn bị trầy xước cái khung sườn nè mọi người. Con này là như em sử dụng từ trước giờ nó vẫn xước khung sườn. Cái nắp lưng kiến sau nó lại không xước nhiều nha, mà cái đường viền này nó lại xước nhiều. Hai con này thì tình trạng là nó có nhâm và cái khung xương nó không được đẹp lắm, cho nên em bán thanh lý ra chỉ mức giá là 4 triệu 7 thôi. Với mức giá này mọi người vẫn được tặng đầy đủ phụ kiện như là dán màn hình nè, một chiếc ốp lưng, một bộ sạc nhanh và một que lấy sim nha. Tức là quý khách hàng mà không quá yêu cầu về bề ngoài á, thì những con này là sự lựa chọn khá là hợp lý để mình trải nghiệm những cái dòng đời cao mà với mức giá nó rẻ hơn lên đến cả triệu đồng. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 12 cộng 8 tương đương khoảng RAM 20GB nè. Đấy, 12 cộng 8 nè. Bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB. Những dòng này nó sử dụng là hai sim nha mọi người nha. Dòng này nó sử dụng là hai sim, một e sim và một micro sim. E sim thì mình sẽ ra ngoài trực tiếp nhà mạng của mình và mình quét vào nha. Pin của nó thì sẽ pin được 4.500 nha mọi người nha. Máy thì em sẽ bao là nguyên zin hết. Tình trạng bên ngoài em đánh đồng là khoảng tầm 97% thôi. Hai máy màu đen. Cái này thực chất là về ví dụ như là một là mình sẽ có cách khắc phục là mình đi dán đề can. Thứ hai nữa là mình sẽ đi bỏ ốp lưng màu vào. Ở đây em vẫn tặng ốp lưng, nó sẽ đã giảm đi gần như là hết 80-90% độ trầy xước rồi. Thế còn nếu mà mình muốn cho nó không thấy luôn thì mình bỏ ốp lưng màu vào. Tại vì mình sử dụng là mình sử dụng màn hình của máy và mình sử dụng chức năng của máy thôi, chứ thực chất thì cái vỏ nó xước thì nó rẻ tiền hơn thôi, chứ còn chức năng thì nó vẫn vậy mọi người. Màn thì em sẽ bao cho mọi người là màn đẹp nha, không lưu, không ám và không trầy xước nha. Màn này không có xước gì hết nha mọi người nha. Đây, màn cực kỳ đẹp ha. Đấy. Mình sử dụng con máy thì chủ yếu là cái màn hình và cái chức năng của nó thôi, thì con này là màn hình và chức năng là bao full rồi nha. Đấy, bao full rồi, sử dụng là hai sim, bộ nhớ thì 128GB, pin thì 4.500, thoải mái luôn nha mọi người nha.
Bản Mỹ thì sẽ chạy chip Snapdragon 865 rồi nha mọi người nha. Đấy, 865. Để màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.7 inch, nói chung là full chức năng rồi. Còn camera đây, em sẽ test luôn camera cho mọi người nha. Camera dòng này thì khá là đẹp. Đây. Đây mọi người thấy camera của nó nha. Camera rất là đẹp rồi ha. Đây là cam trước nè. Rất là sáng rõ nha. Và đây sẽ là cam sau nè. Đó. Rất là sáng rõ và đẹp nha. Chỉ với mức giá là 4 triệu 7 thôi, tính ra là nó rẻ hơn một con máy đẹp 99 lên đến là 1 triệu đồng. Nhưng chế độ bảo hành bên em vẫn sẽ giống như hàng 99, nó vẫn là một đổi một trong vòng 3 tháng. Đặc biệt hàng bên em một đổi một, nếu như những cái máy mà em bao nguyên zin như thế này nè là một đổi một nha. Lỗi là đổi chứ không sửa nha mọi người nha, lỗi là đổi, đặc biệt là lỗi là đổi nha, không sửa nha. Tiếp đến thì mình sẽ đến với một dòng Oppo. Thì ngày hôm nay Oppo bên em đã về rồi đây. Oppo A76, dòng hàng quốc dân mà mọi người yêu cầu khá là nhiều cho cái dòng A76 này. A76 thì bên em thì tặng đầy đủ phụ kiện rồi, thì nó sẽ gồm có ốp lưng nè, một bộ sạc Super VOC nha. Rồi nó không có tai nghe, dòng A76 thì không có tai nghe. Sạc ở đây thì bên em sẽ tặng kèm là sạc Super VOC, tức là sạc nhanh đấy. Đấy, tại vì dòng này thì nó tương thích với sạc nhanh. Bên trong này thì sẽ gồm có một chiếc ốp lưng trong này và một que lấy sim nha. Đấy. Đây là máy nha. Em sẽ có hai mã màu, em sẽ lấy luôn mã màu đen ra nha. Đây là hai mã màu của nó đây mọi người, em đã bóc hộp ra rồi ha. Hàng này thì bên em thì nó gần như là hàng 99 luôn nha mọi người nha, gần như là hàng 99 luôn. Nói chung là nó gần như mới luôn ấy, màu đen nhám nè và màu xanh nè mọi người. Màu xanh này là màu xanh nó ngã như màu đa sắc ấy, mình nghiêng nghiêng nha mọi người sẽ thấy màu ha. Màu đen nè và màu xanh đa sắc nè. Em sẽ mở một máy lên nha. Những con này thì màn hình của nó sẽ là 6.5.6 inch, tức là cái độ rộng màn hình này nè, 6.5.6 thì mình cho nó tương đương khoảng tầm 6.5 đi ha. 6.5 inch. Độ phân giải của nó sẽ được là HD cộng nha. Chip của những dòng này sẽ chạy là Snapdragon 680. RAM thì của nó sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB nha. Pin dòng này nó sẽ được là pin của nó sẽ được là 5000, nó sẽ hỗ trợ cho mình là sạc 33W nha mọi người nha. Đấy. Phía sau của nó sẽ gồm có hai camera, camera 13 và một camera hỗ trợ sẽ là 20 megapixel, một đèn flash, một cái cảm biến AI nha. Đấy. Dòng này thì đặc biệt ấy, thì mình thấy là cấu hình nó khá là cao, cấu hình của dòng này thì chỉ có thua là thua cái bộ nhớ thôi. Bộ nhớ của nó nếu mà lên được 256 thì khá là ngon. Nhưng mà bộ nhớ 128 cho cái mức giá tầm 3 triệu 3 này thì cũng quá là ok rồi mọi người. Dòng này bên em thì nó sẽ gần như là hàng mới luôn nha mọi người nha, gần như là hàng mới luôn. Đấy. Cái này thì nó sẽ rơi vào hai mặt hàng, một là hàng trôi bảo hành, thứ hai nữa là hàng trưng bày chính hãng nha mọi người nha. Đấy. Đây. Oppo A76 phiên bản Android của nó sẽ là Android 11 nè, cây RAM thì sẽ là RAM 6 cộng 5 thì tương đương khoảng tầm RAM 11GB. Đấy mọi người thấy là RAM Oppo cũng khá là cao nha. Chip thì sẽ là chip Snapdragon là 680 nè. Đấy, bộ nhớ sẽ là 128GB, pin thì pin 5000. Nói chung những con này từ tất cả các chức năng trong một ngày thì mình phục vụ khá là ok luôn. Em cảm thấy nếu như mình sử dụng một ngày thì khá là thoải mái nha. Camera trước thì rất là rõ nè. Nói chung là camera này nó lên đến 13 megapixel nhưng mà nhiều cái chế độ và chức năng của nó mình làm mình cảm giác là quay phim nó rất là đẹp nha. Đây mọi người thấy là quay phim nè, khá là rõ ha. Đấy. So với những dòng mà tầm 5 7 triệu hoặc là 10 triệu thì nó có thể không bằng thật, nhưng mà với những cái dòng mức giá tầm 3 triệu 3 thì nó bên em đang bán chỉ có 3 triệu 3 thôi. Với mức giá tầm này mà sở hữu một con máy như này em đảm bảo cho mọi người là khá là ok luôn. Và dòng này bên em bán ra rất là nhiều rồi và tình trạng lỗi thì gần như là không có luôn, không chưa có thấy một cây nào bị lỗi cả. Oppo A76 này mọi người. Đấy. Máy này tại vì nó là nguyên zin luôn nha mọi người nha, nguyên zin luôn. RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ là 128GB. Với mức giá sẽ là 3 triệu 3 nha mọi người nha. 3 triệu 3. Và một dòng nữa thì ngày hôm nay thì bên em cái dòng máy tính bảng iPad E2. Đây là dòng máy tính bảng iPad E2 bản Wi-Fi 4G bên em tiếp tục về hàng, và đợt này bên em về toàn bộ là màu trắng hết. Máy em sẽ bao cho mọi người là máy dẹp keng 99 nha. Máy này là máy dẹp keng 99 hết. Đặc biệt nữa thì ở đây tất cả máy bên em nó về đều được pin trên 90%, pin được trên 90% nha. Bên em bán ra thì sẽ tặng kèm cho mọi người đó là một chiếc bao da nè. Bao da ở đây bên em là bao da xoay nha mọi người nha. Đấy, bao da này là bảo vệ mặt trước mặt sau luôn. Bao da này có thể dựng đứng thay thế cho một cái kệ giữ máy tính bảng luôn nha, dựng đứng bất kỳ vị trí nào luôn. Đấy. Bao da xoay em có hai màu, màu màu xanh đen và màu xanh xanh dương. Đây, hai bản màu nha mọi người nha. Ngoài tặng bao da thì bên em còn tặng kèm cho mọi người đó là một bộ sạc cáp nữa nha mọi người nha, một bộ sạc cáp, một que lấy sim nữa.
Dòng này á, thì mình có thể sử dụng wifi tại nhà, hoặc ví dụ như mình ra những chỗ không có wifi mình bỏ sim 4G vào đây để mình sử dụng được luôn nha. Đấy. iPad E2. E2 thì dòng này thì nó khá là cao, nói chung là dòng này thì bao cho mọi người chơi game chơi đồ là thoải mái luôn nha. Mình có thể là chơi game được trên cái dòng này luôn. Tại vì E2 ấy, thì những cái game như là Liên Quân hay là PUBG hay là Free Fire thì bên em đã có nhiều cái video trải nghiệm rồi, thì cũng không không có trải nghiệm lại cho mọi người, là nó mất thời gian của mọi người. Nhưng mà bên em đã lên nhiều cái video trải nghiệm những cái game đó rồi, tại vì nó khá là mượt mà, thì cái Alpha 8 bây giờ nó chơi cũng mượt mà luôn. Màn hình của nó độ rộng hiển thị sẽ là 9.7 inch nha mọi người nha. Cái 9.7 inch, bộ nhớ của nó sẽ được là 16 GB. Pin dòng này sẽ được là 7.300 nha, pin của nó sẽ được là 7.300, máy là máy quốc tế không dính bất kỳ tài khoản nào hết nha. Vân tay vân đồ là đầy đủ nha mọi người nha, vân tay rồi là đầy đủ hết ha. Đây. Vân tay rồi là full chức năng đầy đủ nha. Đấy. Dung lượng là 16 GB nha mọi người nha. Những con này thì bên em sẽ cập nhật lên sẵn iOS 15 cho mọi người luôn, tức là khi mà em gửi hàng đi á, bên em sẽ cập nhật sẵn iOS 15. Ví dụ như mọi người muốn bên em cài những ứng dụng như là học tập cho em cho con em mình đi học nè, hoặc là những ứng dụng game hay là những ứng dụng cơ bản như là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok thì mọi người cứ liên hệ cho em, yêu cầu bên em tải sẵn luôn nha mọi người nha. Đấy. Máy này thì chung quy về một lần nữa thì máy là máy Zen đẹp 99, phụ kiện tặng kèm bao da, sạc cáp, wireless SIM, chế độ bảo hành là một đổi một trong vòng 3 tháng, lỗi là đổi chứ không sửa nha. Thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 2 triệu 9 cho iPad E2. Dòng này thì về gọi FaceTime hay là gọi Zalo, Facebook thì khá là rõ ràng luôn nha mọi người nha. iPad E2 nha, bên em đặc biệt về toàn là màu trắng hết, pin là trên 90% nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ có được một cái lô Oppo giá rẻ nữa nha mọi người nha. Đây là Oppo A16. A16 thì hiện tại bên em nó sẽ có hai mã màu trắng cũng như là mã màu xanh nha mọi người nha. Đây là Oppo A16 thì bên em nó vẫn là hàng full box luôn. Phụ kiện thì em sẽ tặng đầy đủ cho mọi người, gồm có ốc lưng nè, dán màn hình, một bộ sạc cáp và tai nghe trong này luôn nha mọi người nha. Đấy. Đấy là phụ kiện thì em sẽ tặng đầy đủ hết, mọi người không lo lắng gì hết nha. Phụ kiện là tặng đầy đủ rồi ha. Đây là dòng Oppo A16 nha mọi người nha. Máy thì em sẽ bao cho mọi người là máy zin hết, và pin đặc biệt pin dòng này á là nó đã được thay pin rồi, tại vì dòng này nó cũng ra được mấy năm rồi mọi người, cho nên là bên em sẽ thay pin mới luôn cho nó hoàn toàn chất lượng nha. Dòng này thì về màn hình của nó cũng như là về chức năng thì em thấy là nó là một cái loại dòng máy giá rẻ nha. Dòng này thì khá là rẻ luôn. Bên em chỉ còn có hai màu máy thôi, cũng còn có hai máy thôi. Em thanh lý luôn với mức giá là 1.950.000 nha mọi người nha. 1.950.000. Dòng này tích hợp vân tay vào trong nút nguồn nha mọi người nha, vân tay vào trong nút nguồn luôn. Em sẽ giảm bớt cái độ sáng của nó xuống một tí nha. Đây, Oppo A16 nha, phiên bản Android của nó sẽ là Android 11, RAM của nó sẽ là RAM 6 GB và bộ nhớ sẽ là 128 GB. Nó vẫn sử dụng hai SIM. Dòng này pin của nó vẫn sẽ lên đến là 5.000 nha mọi người nha, pin sẽ lên đến là 5.000. Đấy. Camera sau của nó sẽ gồm có 3 camera và một đèn flash nha. Camera chính nó lên là 13 megapixel. Đấy. Dòng này thì nó gọi là dòng tầm trung thôi, cho nên là nhiều camera của nó cũng không quá nhiều chức năng nha. Cam trước thì nó làm khá là ảo ấy. Cam trước thì ở đây em thấy là nó không chân thật lắm nha mọi người nha. Nói chung là Oppo những cái dòng mà đời này thì nó cam trước nó không làm chân thật lắm. Cái này cũng tùy vào mình cài cái chế độ làm đẹp nữa. Đấy, cam sau thì khá là ok, cam sau thì nằm ở mức tầm trung rồi. Pin của thì được 5.000, nói chung là phục vụ một ngày thoải mái, Zalo, Facebook rồi lâu lâu mình online thì thoải mái rồi ha. Màn hình sẽ là 6.5.2 inch, độ phân giải sẽ là HD cộng nha mọi người nha. RAM 6, bộ nhớ 128, camera 13 MP, hai camera hỗ trợ và pin được 5.000. Mà với mức giá chỉ có 1.950.000 thôi. Khá là hợp lý nha mọi người nha. Oppo A16 ở đây chỉ có hai mã màu thôi, mã màu trắng và mã màu xanh nha. Và tất cả quý khách hàng nếu như mua hàng thì mình cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Bên em thì có gửi hàng đi toàn quốc, mọi người ở bất kỳ tỉnh thành nào cứ liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ tư vấn và có thể là lên đơn gửi hàng luôn nha mọi người nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trên này của em nha.